Quy định mới nhất theo luật đất đai năm 2024 về bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp, người dân cần nên biết. Nhiều người dân thắc mắc theo quy định của luật đất đai vừa được Quốc hội thông qua, thì việc bồi thường về đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân được thực hiện như thế nào? Tại Điều 96 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, quy định về bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân cụ thể như sau. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 95 của Luật Đất đai. Khi nhà nước thu hồi đất được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất thì hạn mức bồi thường về đất nông nghiệp được quy định như sau. Thứ nhất, diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 176 và Điều 177 của luật này và diện tích đất do được thừa kế. Thứ hai, đối với diện tích đất nông nghiệp do nhận chuyển quyền sử dụng đất vượt hạn mức trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, thì việc bồi thường hỗ trợ được thực hiện theo quy định của chính phủ. Thứ ba, đối với đất nông nghiệp đã được sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004, mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp, nhưng không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật này, thì việc bồi thường được thực hiện theo quy định của chính phủ. Như vậy, theo quy định của luật đất đai sửa đổi năm 2024, việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân được thực hiện như trên. Lưu ý dành cho các nhà đầu tư đang lựa chọn những sản phẩm đất nông nghiệp để đầu tư. Thứ nhất là về hạn mức, thứ hai là về thời gian sử dụng. Đừng quên follow kênh của Mỹ Luân để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về bất động sản nhé.